the HCG, Architecture and Computer Graphic Training. Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ ở trên này mình có lên trên trang YouTube của mình thì mình có xem lại các bài đăng của mình. Thì mình có nhận được một câu hỏi của một bạn bạn ấy tên là Bá Long 89, Nguyễn Bá Long. Thì bạn ấy có đặt ra một câu hỏi trong cái phần video của mình là nối liền các cái đoạn thẳng AutoCAD. Thì bạn ấy đặt ra một câu hỏi là trong bản vẽ mà có nhiều đường line giống nhau thì em muốn đổi tất cả màu giống nhau đó sang một màu khác thì có cách nào làm nhanh mà không dùng lệnh MA? Đây, lệnh MA là lệnh sao chép thuộc tính đối tượng, đúng không ạ? Đấy, thì lệnh MA thì bạn bảo là nhắc là chúng ta sẽ dùng gì để quét từng đường line một thì nó rất là lâu, thì có cách nào mà chúng ta có thể làm nhanh chóng được cái thao tác này hay không, đúng không ạ? Thì ở đây chúng mình sẽ giới thiệu với bạn đến hai lệnh nhé, một lệnh là quick select và lệnh filter. Thì mình sẽ làm ra các cái video liên tục khác nhau thì để mình có thể để bạn có thể hiểu rõ về chức năng của từng cái lệnh này. Nhưng mà sẽ có cái cách như chúng ta sẽ dùng lệnh bản thân AutoCAD nó có được nhé, đó là quick select và lệnh filter. Đấy, thì trong video này mình sẽ làm lệnh với lệnh quick select trước, đó là lệnh chọn nhanh đối tượng, lệnh filter là lệnh chọn đối tượng theo một cái đoạn bộ lọc vậy, đúng không? Ok, bây giờ các bạn hãy cùng mở phần mềm AutoCAD lên, mình sẽ không vòng vo nữa. Ở đây mình đã vẽ sẵn là một số những cái đối tượng. Đấy, nó có những cái màu sắc khác nhau, được chưa? Đấy. Cái màu sắc này thì bạn có thể lựa chọn nó trong cái bảng layer, thì màu bao nhiêu thì bạn sẽ lựa chọn được cái mã màu ở trong này, được chưa? Đấy, bạn chỉ ở đây nó đã có cái hệ màu, nó index color ở đây rồi, nó chỉ vào hết cho chúng ta. Đấy, ví dụ như trong bài chúng ta có rất nhiều những cái màu sắc như vậy, đúng không ạ? Rất nhiều cái màu sắc như này. Đây, mình để nhân bản lên, được chưa? Rất nhiều. Thì làm sao người ta chọn được hết tất cả những đối tượng, là ví dụ là màu đỏ này, hoặc là đường line, đúng không? Ở đây có được cả đường tròn này, cái đường line này. Đấy, hoặc là mình có thể vẽ thêm một số đường ARC vào đây, tức là nó rất là đa dạng, được chưa? Mình sẽ copy thêm mà. Đấy, ok chưa? Mình sẽ quét chọn một nửa này sang màu xanh này đi, được chưa? Thì bây giờ giả sử một bài có rất nhiều những đối tượng màu sắc khác nhau này, rất nhiều loại đối tượng khác nhau chẳng hạn, thì làm sao chúng ta để chọn được hết tất cả những cái đối tượng màu đỏ ở đây, đúng không? Nếu dùng lệnh MA thì chúng ta quét, ví dụ chúng ta gì MA này, chúng ta chọn gán tất cả đối tượng màu đỏ sang màu trắng thì gần như là phải đi từng cái một này rất là lâu, đúng không ạ? Đấy, ý của bạn kia hỏi là như vậy, làm sao cách nào nhanh hơn không? Thì đối với lệnh đầu tiên mình chia sẻ cho bạn, nó lệnh quick select. Bạn có lệnh quick select đúng không ạ? Trên là phí bạn nhập vào lệnh quick select. Ok. Đấy, thì cái bạn này nó hiện ra nhỉ? Tên đầy đủ là quick select chọn nhanh. Thế vậy thì cái lệnh này thì nó chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào? Đầu tiên là các bạn sẽ gì? Lựa chọn đối tượng này, ví dụ các bạn lựa chọn tất cả đối tượng ở trong này, được chưa? Đấy, để các bạn sẽ nhập đồ vào này. Thì trong này nó sẽ báo ra là gì? Object type. Tức là trong cái số đối tượng mà các bạn vừa chọn ở đây này thì nó bao gồm những loại đối tượng nào thì nó đã liệt kê ra đây, được chưa? Nó đã liệt kê ra cho chúng ta bao gồm là gì? Multi, tức là nó là tổng hợp, tức là có bao nhiêu đối tượng thì nó sẽ liệt kê là dưới dạng multi, tức là chúng ta lựa chọn nhiều hơn một đối tượng này, hoặc là có những đối tượng đơn lẻ, ví dụ đường ARC này, đường circle với đường line, các bạn thấy không? Các cái đường ARC, circle, đường line, được chưa? Đấy, ví dụ như là các bạn cái đầu vào bạn muốn là multi, bạn muốn lọc là gì, nhận tất cả đối tượng này và gì cái property này là thuộc tính, được chưa? Ví dụ như là màu sắc này, hay là nằm trên layer nào, hoặc là nằm theo kiểu nét nào, kiểu tỷ lệ co giãn nét nó như nào, kiểu tỷ lệ nét in này, hay là độ dày này, hay độ mờ này, vân vân, được chưa? Thế đây ví dụ mình sẽ thực hiện với màu sắc nha, đúng như câu hỏi của bạn đấy, bạn đấy đang thắc mắc. Property là gì? Property là màu sắc này. Thì màu sắc thì bạn muốn lựa chọn theo màu nào? Thì đây là value. Các bạn sẽ quan tâm đến cái dòng giá trị của nó. Đấy. Chúng ta sẽ lựa chọn theo nhóm, theo tính chất và theo gì? Theo cái thuộc tính cụ thể. Đấy, ví dụ bạn muốn chọn thì tất cả đối tượng có cái màu sắc là màu gì bạn sẽ tích vào đây. Ví dụ mình lựa chọn tất cả màu sắc có màu đỏ này, đối tượng này. Ở trong cái đống cốt độ này chúng ta muốn lựa chọn đối tượng này theo màu sắc. Thì màu sắc nào chúng ta lựa chọn là gì? Lọc theo màu sắc màu đỏ đây.
Các bạn nhìn mình nhớ ok không? Đấy. Thì tất cả những cái đối tượng mà trong cái đống hỗn độn này các bạn quét qua ấy, đối tượng nào nó có màu đỏ thì nó sẽ bị nhận hết, được chưa? Nó được lựa chọn hết chứ không phải. Bây giờ các bạn thì chuyển sang một cái màu bạn thấy thích không? Chuyển sang màu vàng này, chuyển sang cái màu trắng này, được chưa? Chuyển hết chưa? Đấy, rất nhanh chóng đúng không ạ? Đây mình cài cho test lại. Được. Thì cả màu đỏ là gì? Bao gồm cả đường tròn này hay là gì? Cả đường line này hay là cả đường ARC vân vân, để nó lựa chọn hết. Đấy, rất hay. Mình thao tác một lần nữa nhé. Quick select này. Đấy, ví dụ như là nếu như bạn là gì? Lọc theo đối tượng là gì? Không phải tất cả nữa mà chỉ là đường line thôi. Được chưa? Tất cả đối tượng là đường line có màu đỏ này. Là đường line, loại đường đối tượng đường line, màu sắc là màu đỏ này. Và các bạn phải lựa chọn cái màu đỏ ở dưới này, được chưa? Bởi vì ta lựa chọn theo color này, màu sắc này. Đấy, màu đỏ này. Thì sao? Thì tất cả đối tượng nào là đường line đấy, các bạn thấy ạ, là đường line. Đấy, mang màu đỏ thì nó sẽ nhận cho ta. Đối tượng nào mang màu đỏ này là đường tròn nó sẽ không nhận. Đấy. Thì đây là nó sẽ làm gì? Chọn nhanh đối tượng theo dựa trên cái thuộc tính mà nó mang, được chưa? Rất là dễ sử dụng thôi. Tại đây các bạn có thể lựa chọn này. Sang cái màu vàng ha. Tất cả đối tượng là đường line, màu vàng đã được chọn. Mình nhắc lại lệnh này. Mình thích lựa chọn tất cả đường tròn này có màu đỏ đúng không? Lại là chọn color này, grid này. Ok, nên nó sẽ lựa nhận tất cả cái đường tròn. Chắc chắn nó sẽ không có bị lẫn một các cái đường line vào rồi, nhận hoặc là cũng là C vào. Đó, chuyển sang gì? Đấy, màu xanh là cây hả? Đã chuyển sang tất cả. Rất là hay. Thì đây là lệnh chức năng của lệnh quick select. Các bạn cũng có thể là lọc đối tượng, ví dụ lọc được theo đường line, không không chỉ là màu sắc mà có thể là gì đường line ấy nằm trên layer nào hoặc là gì kiểu kiểu nét mà cái đường line đấy mang, được chưa? Như bạn có thể bám sát vào theo từng cái tính chất mà đối tượng đó các bạn muốn lọc ra, được chưa? Thì trong cái bảng này nó sẽ giúp các bạn hỗ trợ rất là đắc lực trong cái thao tác cũng như vậy, được chưa? Ok, vậy là vừa rồi mình đã tổng quan qua giới thiệu qua bạn lệnh quick select. Thì chúc các bạn sẽ thực hiện và cái lệnh này thật là tốt và áp dụng vào trong công việc của mình thật là thành công. Bất kỳ những cái câu hỏi thắc mắc nào mà các bạn muốn đặt câu hỏi mà muốn mình trả lời thì các bạn hãy đặt gửi ở dưới cái dòng comment trong video này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Ok, bye bye.